Chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiếng Vlog. Trong cái bản tin ngày hôm nay là ngày 28 tây tháng 4 năm 2023, thì Tiếng cũng muốn cập nhật cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái vụ việc của chị Hà té xà lan, để cô chú anh chị có thể cập nhật những cái tình hình hiện tại của câu chuyện này nó đã diễn biến ra như thế nào. Thì quý vị biết thì còn vỏn vẹn mấy ngày nữa thôi thì phía bên gia đình sẽ nhận được cái bản mà kết quả của bên pháp y sẽ gửi về gia đình thông báo về cái việc mà những cái dấu hiệu khi mà đem chị Hằng lên mà phía bên pháp y họ khám nghiệm những cái vết bầm nè, tại sao phổi không có nước nè, thì dần dần được sáng tỏ rồi. Nhưng mà cái câu chuyện dần dần được sáng tỏ thì nó lại khiến cho một số người họ ăn ngủ không yên. Bây giờ là giây phút mà em thấy rằng là họ rất là hung dữ nha cô chú anh chị ha. Không biết hồi đầu như thế nào, nhưng mà bây giờ là khá là nhiều người tự nhận mình là người này, người kia, rồi điện lại hăm dọa, rồi đe dọa. Rồi hôm qua quý vị khán giả cũng đã nghe được cái việc là có một cái chị đại là muốn tới tận nhà tìm kiếm, gặp để mà xử lý những anh em luôn. Quá ghê đúng không cô chú anh chị? Em nói thật sự, nhưng mà một cái người bình thường không quen không biết á, thì chắc chắn rằng là họ sẽ không bao giờ dám nói như vậy. Giả sử như họ có thể họ lên mạng họ họ comment, họ xúc phạm mình, hoặc là họ binh một hai câu, chứ không ai mà dám mà gọi điện mà đe dọa rồi hăm dọa rồi đến nhà như vậy, thì đó là vi phạm pháp luật rồi đúng không? Cái này là vi phạm pháp luật là chắc luôn rồi. Nhưng mà tại sao họ dám làm như vậy? Chỉ có một lý do thôi, họ muốn bảo vệ cho một ai. Mà tại sao họ bảo vệ? Nếu họ đúng thì làm gì họ bảo vệ, đúng không? Đó, bởi vì cái câu chuyện này rất là đặc sắc nha cô chú anh chị. Thì nay là tiếp tục có anh em bị đe dọa nó rồi, thì sau đây Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe để chúng ta biết được cái mức độ mà hung hãn của những con người này như thế nào nha cô chú anh chị. Alo, Thằng Hải hả? Ủa, hồi nãy tôi nói vậy không đúng sao Thanh Hải đưa lên mạng gì tùm lum tùm la? Ủa chị nói vậy là đúng 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 ở chỗ nào chị? Trong khi đó chị Ủa, hỏi tôi á, đây tôi nè, để tôi nói chị nghe nè, chị đừng có cãi. Thanh Hải nói trước Nè, đi. tôi nói chị nghe nè, chị điện tôi á, thứ nhất là chị sai ở một điểm là chị nói tôi á, gia đình chị Hà cho tôi ăn được cái gì đó, phải không? Còn cái thứ hai nữa là mới vô chị chưa biết câu chuyện như thế nào và chị chửi tôi là cà chớn này cà chớn nọ. Còn cái thứ ba nữa là chị đòi tới nhà tôi có như vậy chị đúng đó hả? Chị Không hỏi hết cả nha, lần này chưa chị đúng không? nghe, chưa chưa nghe Thanh Hải, chưa bao giờ tôi đòi tới nhà Thanh Hải nha. Tại Thanh Hải chọc tức là nói là ủa chị là cái gì của anh Tấn mà chị gành này kia, tôi mới nói chứ không phải không tôi nói. Tôi nói Đúng Thanh rồi. Hải nghe, tôi nói nếu mà ông Tấn ông làm sai thì để cho pháp luật trừng trị ông Tấn. Tôi nói đúng chứ bộ tôi nói không đúng Thì sao? cái đó là chị nói đúng, nhưng mà À đúng chị cũng cho rằng là tôi cà chắn là cà chắn thì sao, là cà chắn chỗ nào chị chỉ cà chắn của tôi không? Thì Thanh Hải tự Thanh Hải biết. đây. Ủa vậy là tôi đi tìm cái xác của được của cái xác của chị Hà trong không 12 ngày là nó cà không chắn không hả? lúc đó là tôi không có nói Thanh Hải lúc đó, mà tôi nói cái chuyện rồi qua rồi thì mình tìm được, thì người nhà hay hoặc bên anh Tuấn rất cảm ơn Thanh Hải. Nhưng mà có một cái là lên nhà của mẹ của chị Hà, lên nhà chị Hà suốt luôn Ủa tôi lên nhà của chị suốt Hà là luôn cái chuyện đó chuyện chị cấm tôi được hả? không, tôi không cấm Thanh Hải, Không nhưng cấm mà thì chị cấm mất rồi. mình làm sao cho đúng với cái lương tâm mình Ủa thôi. gì là Có lên nhà nào mình chị lên Hà cảnh sát, sao? nào là mình nịnh người nhà người ta. Thanh Hải hiểu không? Ủa định lệnh là sao chị? Tôi Mình làm gì định lên lệnh? cái gì, mình đi lên rồi mình lại nhà người ta cái ngày đưa tiễn thôi, không nói đi đám mừng tuần hay là không đám mừng tuần, lên gặp chú Sáu chú Bổng gì tùm lum tùm la hết trơn luôn. Bây giờ tôi nói chị nghe nè, thay vì ví dụ tôi thấy chị Hà, tôi thương cho hai đứa con của chị Hà, tới ngày đó mình từng tôi lên tôi thắp nó nhang là cái đó gọi là nịnh đó hả? Hay là Thanh Hải câu like câu mail, Bây giờ chị cứ thôi bây giờ câu like câu view đi cũng được nữa. tôi Ủa nói vậy không đúng sao vậy mà Thanh Hải đăng lên này kia, nói tôi này kia gì vậy là chị nữ cho rằng là chị gì còn gì đúng đúng nữ không? giang hồ giang bọng gì tới đời tiếp tới nhà Thanh Hải. Ai biết đâu chị nói rồi rồi tôi tới nhà tôi hỏi biết địa chỉ không cho nó biết rồi đó. Thì tôi nói Thanh Hải nếu đúng thì Thanh Hải đừng đừng có nghĩ là người ta tới nhà mình sai mình mới nghĩ vậy thôi. Thì tôi nói nếu Bây mà giờ đúng đúng sự thật đi, chị chỉ đúng là sự tôi thật điểm đi sai là đi. không, đúng sự thật đi là không ai nói gì mình hết á. Vậy chị chỉ cái điểm sai của em đi. Thì tôi nói vậy đó, Điểm sai là điểm chỗ nào rồi chứ nói gì mà nói đăng vậy. lên tại vì tôi biết cộng đồng mạng mà. Thì bây giờ á, hiện bây giờ á, thì nói chung á là Tuấn nó có bị cái gì đó hay là nó có giết chị Hà đâu đó, thì để cho chính quyền người ta vô giải quyết. Tôi nói không đúng sao, Vậy chứ tôi có tôi dành nói để đâu biết có đâu. sai. Vậy chị có Thanh Hải thể để dành để biết không? sao, Thanh Hải nói sao? Chị thấy tôi có dành cái chuyện đó để tôi giải quyết không? Mà chị nói vậy. Ủa, Thanh Hải muốn giải quyết cũng đâu được. Đúng rồi.
Thành Hải nghĩ đi, nhắn biết Thành vì Hải giải sao quyết chị được nói là không? để chị biết vì sao chị nói là để cho chính quyền giải quyết. Thì đúng rồi, cái chuyện gì mà hôm mà mình giết giết người hay cướp của gì đó thì cũng có chính quyền hết Thanh Hải, Đúng. đúng không? Thanh Hải đăng lên từ sáng giờ chồng tôi thấy được, chồng tôi chửi tôi này kia, đánh tôi này kia từ sáng giờ Thanh Ủa Hải làm vậy đó. chị này, chị cũng có thách tôi đăng lên nữa mà, đúng Ủa không? tôi nói vậy cái Thanh Hải đăng lên hả? Vậy chứ sao? Đã tôi trước khi đó là tôi đã vô tin tôi nói rồi, tôi là người đăng tải những cái thông tin gì, những gì có liên quan à, ai chia sẻ gì tôi đăng cái đó. Chị cũng Tôi đã nghĩ thử là tôi nói sự thật thôi, tôi nói rồi. sự thật thôi, tại vì tôi suy nghĩ như nè, cái chuyện gì cũng có công lý hết, cái chuyện gì cũng có công lý hết Thanh Hải, mình làm gì thì vừa vừa phải phải thôi, cũng như là mình tới đám bằng tình hay là mình tới mình đưa chị Hà đi lần cuối đi, mình không nói còn này gì đâu mà mấy anh em của Thanh Hải cứ lên nhà nhà người ta khác nào là mình cái đó là giống như là mình quấy rối gia đình của người ta, Ủa sao mình đi lên. tại sao trong gia đình của chị Hà không ai cho rằng là quấy rối mà tự nhiên chị cho em rằng là quấy rối, Ủa, là sao kỳ nhiều khi vậy? Thấy không? Tại sao họ cứ không cho mình tiếp xúc với gia đình của chị Hà? Phải chăng là gia đình chị Hà còn nể tình chị Hà nên còn giấu giếm nhiều chuyện mà họ không muốn là chúng ta tiếp xúc với gia đình của chị Hà, là sợ phơi bày ra hết tất cả, là lộ bản chất ra thì thêm nhiều cái sự việc nữa, nên họ sợ nên họ không có muốn cho tụi em tiếp xúc. Còn đằng này á, tụi em xin phép rõ ràng thì mới lên nhà quay, thì mẹ chị Hà cũng chia sẻ, mẹ chị Hà cũng nhờ cộng đồng mọi người chia sẻ giúp gia đình để mà lấy lại công bằng cho chị Hà, chứ đâu phải là tụi em lên chảnh gia đình không cho mà cứ lên chảnh hoài đâu cô chú anh chị, đúng không? Đó, bởi vậy họ đang sợ cô chú anh chị, và bây giờ cô chú anh chị thấy không, họ càng ngày họ càng manh động. Đó, họ xúi người này hết, vợ bé lên tiếng xong bây giờ chị đại giang hồ tìm kiếm nữa để mà bảo vệ. Em nói thật sự ra, thà nhận lỗi sai, biết lỗi đi, rồi chờ cái kết quả của cơ quan chức năng đi. Đó, rồi người ta nhìn thấy anh có ăn năn hối lỗi, anh có thương gì chị Hà hay không á, thì người ta còn tha lỗi, chứ càng đe dọa thì người ta càng làm thôi. Quý vị thấy tính ngày hôm nay là đã gần 20 ngày rồi, anh chồng này đã từng bước lại cái mộ của chị Hà để mà thắp hương cho chị Hà một cây nhang chưa, hay là đã từng đem chị Hà vô chùa để mà cầu siêu cho chị Hà, hay làm lễ mừng tình cho chị Hà chưa? Chưa bao giờ. Còn bên gia đình chồng từ bữa đó tới giờ cũng không ai lại để mà hỏi thăm, chuyện con tôi đã lỡ rồi, bây giờ chờ cơ quan chức năng xử lý, rồi thôi chứ vào thắp nhang cho con dâu một cái không có luôn. Bởi vì biết thấy rồi, kinh tế thì chị Hà là người kinh tế chính, thì ít ra gì cũng lo được cho cái anh chồng này, nó cũng lo được cho gia đình. Mà khi mà người vợ mất đau đớn như vậy, em nói thật sự dù anh Tuấn này anh không có tội, nhưng mà cái trách nhiệm anh đâu, cái lương tâm anh đâu, tại sao ai làm gì được ảnh mà cứ nói là ảnh lại anh sợ này kia, anh sợ thì ra mộ, hay là do ảnh không dám đối diện với sự thật? Và cái người phụ nữ này là cô chú anh chị còn hung hãn hơn nữa, thì Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta tiếp tục cùng nghe nha. nhiều khi người ta có phiền nàn chứ không lẽ người ta nói cho Thanh Hải nghe Ủa đúng tại sao, chị biết là tao phiền nàn? Chị hiểu thấu gia đình tao quá không? Không thì cái nhận xét của tôi là như vậy đó, ha. Cái nhận xét của cái mình chuyện là ảnh hiện như nay vậy, cái Thanh Hải đăng lên dậy sốc luôn, à. nãy giờ cho chồng tôi rồi bên chồng tôi rồi này kia chữ tôi nói tà lanh tà lẹt, nhưng mà tôi nghĩ là cái đó là tôi nói đúng sự thật. Rồi bây giờ nè, cái nhận xét của chị là cái nhận xét của chị, còn về cái vấn đề của bên nhà của người ta, tại sao chị biết là gần gia đình của chị Kim Hà hiền mà chị biết là người ta phiền nè, phiền hàng khi Thanh Hải đến đó, Ủa giống sao như chị biết Thanh vậy? Hải tới nhà, cũng như người ta tới nhà Thanh Hải mà người ta cứ làm gì hoài Thanh Hải chịu không? Cái vấn đề đó bây giờ nè, mỗi người mỗi cái cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau, không phân biệt, không lo so sánh được. Sao mỗi khác được, mình Không tới biết. như là mình cứ quấy rối gia đình ta, chứ trong khi con của ta đã mất rồi ta Rồi cũng buồn rồi, sao sao chị giống không như hỏi? mình tới mình khơi dậy lên Rồi sao chị Thanh không hỏi Hải làm vậy? gì, Thanh Sao? Hải cho gần Thanh Hải đúng không à? Đây nè, rồi sao chị không hỏi người nhà coi người nhà có yêu cầu Thanh Hải đến không? Chị tìm hiểu chuyện đó Cái chưa? đó thì mình không biết, À, nhiều mình khi không Thanh biết thì Hải mình không dễ nên rồi nói. sao? Mình không biết mình không nên nói. Dễ gì được chị, trong gia đình của chị Hà rất là nhiều người mà, nói chung ai cũng lớn tuổi, ai cũng có tuổi chứ này. Người ta có xui nữa mà, Chứ người ta cũng mình thấy cái chuyện về nó qua thì cho nó qua, còn cái chuyện cái ông Tuấn ông bị đó thì để cho pháp luật trừng trị nếu ông sai. mà. Mình nghĩ là nếu mà mình làm phải là mình phải gặp phải, còn ổng nếu là ổng làm không phải thì sau này thì pháp luật cũng phải trừng trị ổng thôi. Tôi thì tôi nghĩ vậy chứ tôi không có phải là dòng họ ông Tuấn hay là vợ bé vợ nhỏ ông Tuấn. Thì mấy người Cái kia vấn vô đề bình đó, luận nói nói chung tôi là nghe vợ bé vợ nhỏ. ở đây là cái vấn đề đó, chị nói với em như vậy, em đăng tải lên thì cộng đồng mạng có quyền bình luận, ở đây em chưa hề nói chị là cái gì của ông Tính, đúng không? Chưa hề nói đó,
vô nói tôi thì vợ bé vợ nhỏ tùm lum cho ông chồng tôi nghe được từ sáng giờ, ông chửi ông không được, ông đánh tôi đồ này kia. Ừ, thì cái đó là cái chuyện của gia đình của chị nha. Còn cái chuyện ở đây là tôi là ai mà không có cái thông tin gì liên quan đến nhau là tôi sẽ đưa lên hết. Thanh Hải làm gì rồi Thanh Hải coi được không? Giờ Sao là tôi yêu cầu Thanh Hải gửi clip về của tôi hồi sáng ra xuống giùm tôi. không không bây giờ khi nào mà cộng đồng mạng lên tiếng rồi nó hơi bỏ qua đi vụ này là Thanh Hải xin Ồ, lỗi. cộng đồng tôi vô tôi coi là cộng đồng toàn là nằm phe Thanh Hải không có một. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao ngộ Cái vậy? đó thì tôi không hiểu sao. Thanh Hải có mua chuộc không tôi đâu biết được đâu. Không lấy mua chuộc hết được cộng đồng sao ta? Đây nè, những cái lời nói của mình nói ra là được cộng đồng ta công nhận. Đúng là cho đúng, sai là người ta cho sai. Thế cộng Tôi đồng nói làm sao thiệt, mua được? tôi nói bây giờ tôi cũng gỡ gắm với Thanh Hải với cộng đồng vậy nè, tôi không có bênh ai hết, tôi nói một câu là tôi không bênh ai hết, nhưng mà tôi nói là nếu mà ông Tuấn ổng có bị phạm tội giết bà Hà thì chánh quyền trừng trị ổng, chứ đâu phải mà tôi nói là ông Tuấn ổng không có giết mà bây giờ đại án ông giết đâu. Tôi cứ nói vậy, Thanh Hải nghĩ tôi không nói tôi đúng không? Cái Không phải, đó đâu ông phải hiểu là lầm tôi về một đề cái án. góc độ, em nói cho nghe, một góc độ mà chị nói rằng là anh Tuấn có tội hay không có tội là do chính quyền, đó là đúng. Đúng rồi, đúng Còn cái rồi. thứ hai đó, cái chị sai, em đã nêu ra ba cái sai của chị rồi, chị có cần phải nêu lại không? Ba cái sai của chị á đó, Là là chị sao? sai Thôi hãy nói đi. đây nè, em nói cho nghe nè. Cái thứ nhất chị sai đó là trong khi chị bắt máy chị điện thoại cho em, chị hỏi em vừa xong là chị nói em là cà chớn, là cái thứ nhất đúng không? Còn Thì cái đầu tiên tôi nói thiệt là tôi thừa nhận. Tại vì tôi thấy là đầu tiên là Thanh Hải lại tới nhà, chị Hà cũng là Thanh Hải, rồi ba bốn ngày sau lên nhà cũng là Thanh Hải, tôi nói đúng không? Là đầu chốt phải Thanh Hải không? đúng. Vậy tôi mới khuyên Thanh Hải gì nè, nếu mà chị Hà có gì đó thì để cho bên pháp luật người ta trừng trị, còn mình đi lên nhà của chị Hà hoài phiền gia đình ta, thứ hai nữa cái sự mất mát con của ta rồi mình cứ lên mình khơi dậy hoài, cái đó thì cho người nhà của chị Hà cũng đều biết, cũng vẫn biết là cũng phải lên làm gì rồi, cho nên là mình cũng suy nghĩ lại rồi mình cũng bớt giảm lên nhà người ta Nè, đi. ví dụ thay vì chị muốn nói nêu lên gắn vấn đề đó là việc trước tiên chị phải hỏi em là tại sao gia đình người nhà của chị Hà có yêu cầu mình lên để làm phụ giúp những công việc gì hay không đó. Thì trong khi đó nếu là dụ mà Thanh Hải trả lời nói không, gia đình không ai kêu lên á, thì đó là chị trách ở đây thì mình Thanh Hải chịu. Nhưng mà vấn đề trong khi đó chị chưa biết cái chuyện gì hết trơn mà chị vô chị nói là Thanh Hải cà chấn này cà chấn nọ, rồi nói cho rằng là biết địa chỉ nhà của Thanh Hải, rồi nói là vợ con làm gì cũng nghĩ đến vợ con. Ủa những câu nói đó không phải hăm dọa Thanh Hải là gì, là cái gì chị hiểu hết Ủa cộng đồng tôi đâu có hăm dọa đâu, tôi khuyên Thanh Hải thôi, nếu mà sau này Thanh Hải có làm việc gì đó mình cũng nhớ nghĩ là cái gia đình của mình. Tôi năm hôm tôi là gì đâu mà tôi phải hăm dọa Thanh Hải, mà là Thanh Hải nói vậy chị làm gì là chị làm cái gì hay ai biết đâu được. Ờ, tôi giờ lâu nói lắm. tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi nhắc nhở Thanh Hải là nếu mà mình làm thì mình cũng phải nhớ là gia đình của mình, sau này có làm cái gì đi chăng nữa chứ tôi đâu có hăm dọa Thanh Hải đâu. Thanh Hải gài tôi vô vậy tội nghiệp cho tôi. Thanh Hải, Rồi nếu mà không hăm vợ rồi tại sao hỏi đó, biết địa chỉ nhà không, nó tới nhà là gì? ủa Thanh Hải hỏi tôi là cần cho địa chỉ không, À chứ tôi có hỏi Thanh Hải biết địa chỉ gì đâu cả. à Thanh Hải rồi gài rồi tôi. Thanh rồi Hải rồi như vậy rồi sao rồi chị nói tôi là cho lần hỏi là đi lên làm việc nhà bà Hà, với nhà bà Hà cho ăn gì hay là cho nhiêu tiền hay là cái gì đó là sao? đúng rồi, nhiều khi người ta có tiền bỏ ra Thanh Hải đi theo người ta đường sau thì tôi nghĩ vậy thôi, Ủa gì hả? tại vì Sao thấy mà Thanh lúc Hải nào có mình trừ sao mà lúc đi nào là mình coi cứ như là ngày đêm luôn mà. ngày đêm luôn, sao mà lúc nào mình cũng nghĩ suy nghĩ là người ta là như vậy chứ hả? Sao lúc nào cũng nghĩ xấu thì người ta sẽ như vậy vậy? Cái này là tôi không nghĩ xấu Thanh Hải, nhưng mà có một cái là tôi thấy Thanh Hải vậy là chắc có thể là vậy luôn, tại vì Thanh Hải coi như là hết lòng hết dạ luôn. Ủa hết lòng hết Thanh dạ là gì, tiền hết lòng hết. Thanh Hải làm việc á thì Thanh Hải cho rằng là Thanh Hải đúng, nhưng mà theo như tôi á là Thanh Hải không có đúng. Không đúng ở chỗ nào. Thanh Hải nghĩ đi, thì cái chuyện gì á thì mình đợi cơ quan người ta đi, mình kiếm được cái xác của chị Hà lên rồi thì mình là trao cho người nhà rồi, là coi như thôi đi, cần gì mình phải đi lên đồ này kia, giống như là thân thuộc vậy đó.
Thì tôi nghĩ vậy thôi. Ờ vậy là trong cái đám tang chị của chị Hà là người nào đến được một lần thôi, cái lần thứ hai lại là được phân luồng hết hả? Không, được làm hay làm gì tự mình biết thôi. Thì cái tâm ai làm người đó hiểu, anh Hải ơi. Không nhưng mà hỏi chị nè, ví dụ thay vì cái đám tang của chị Hà là những người ở hàng xóm mà ai lại một lần thì được mà lại hai lần là phân thuộc đó ha, phải không? Đâu đâu phải tôi nói vậy, cái người mà bình thường không quay bên YouTube thì thôi, tôi không nói, còn mình Ủa đã quay bên YouTube rồi thì ý nghĩ của tôi là vậy. bên quay Thì bên Hải lại thì một cách YouTube cũng câu like câu view chứ làm gì. vậy là cứ suy nghĩ là cho rằng là Thanh Hải câu like câu view, Thì chắc vậy chứ gì, thì Thanh Hải tự nghĩ thôi đúng không? cái đó là chị nghĩ thôi, còn về vấn đề đây có câu hay không tự động cộng đồng mạng tôi biết Mà giờ luôn. tôi nói Thanh Hải nghe nè, kết cục lại là Thanh Hải gửi clip hồi sáng xuống nha, tôi nói rồi nha Thanh Hải. Tôi không có gỡ, khi Thì nào tôi nói cộng vậy đồng đó. thì bây giờ khi À nào cái thì ý tôi kiến nói cộng vậy đồng đó. gỡ là tôi sẽ gỡ, bây giờ tôi không gỡ Bây giờ tôi nói Thanh Hải là phải gỡ clip đó xuống nha. tại Sáng vì giờ là á chồng tôi bây là giờ chửi mắng tôi rồi này kia, bên chồng tôi là nói tôi tè lẹt rồi này kia, rồi cái đánh vấn đề tôi này đó, kia. Thanh Hải gỡ xuống nha. vấn đề là gia đình của chị, nhưng mà tại vì giờ tôi muốn là có sự an toàn với tôi, có ai hâm tôi thì tôi muốn có sự an toàn, tôi đăng tải thông tin nó lên để bảo vệ tôi đó, tôi không gỡ. Thanh Hải đăng lên vậy là xung quanh cộng đồng mạng lại ngủ xung quanh nhà Thanh Hải, đang canh Thanh Hải luôn hả? Rồi cứ cho rằng là vậy đi. Canh Thanh Hải luôn. Thì tôi nói vậy đó, tôi kêu Thanh Hải gỡ xuống đó, tôi Bây không giờ nói tôi nhiều nói đó, nữa. tôi làm cái bằng chứng đó, tôi làm. Đó thì cô chú anh chị cũng đã vừa nghe hết tất cả những gì mà chị Đại đã lên tiếng để mà binh vực bảo vệ cho anh Tuấn này, thì không biết là cô chú anh chị nghĩ sao. Còn đó riêng Tiến á, thì Tiến nghĩ đây cũng phải là một cái người quen trong gia đình hay sao, hoặc là những người nào đó nhờ, chứ không ai mà rảnh rỗi mà việc chồng la như vậy mà vẫn lên trên mạng để mà xúc phạm người ta, cấm người ta hoặc là đòi xử lý. Cái này nếu mà thật sự ra có thông tin rõ ràng á, địa chỉ á, là thưa là được cô chú anh chị, tại vì cái này đe dọa mà có ghi âm rõ ràng nè, đe dọa rõ ràng luôn. Mà tại sao một người bình thường chỉ xem câu chuyện này thì tại sao lại mà đe dọa người khác thì nói về câu chuyện này. Em nói thật sự cô chú anh chị, chứ 100 người xem là 101 người đều phát anh Tuấn này là người sai, sai tất cả trong mọi mặt. Từ sai việc mà cái người làm chồng như thế nào, đối xử tệ bạc với vợ mình thế nào. Không, quý vị thấy chồng lấy sự vợ tệ bạc tới nỗi mà vợ phải viết cái cam kết, bắt chồng viết cam kết. Trời ơi, quý vị thấy ảnh tự nhận nè, nhiều lần cờ bạc, nhiều lần là vợ bé, rồi nhiều lần là đánh đập vợ. Em nói thật sự chứ một không có một người phụ nữ nào trên đời này mà được như chị Hà đâu. Một trong cái đó thôi là người ta bỏ, người ta ngán rồi. Nhưng mà chị Hà vẫn muốn là níu kéo gia đình, mà cũng muốn là con có đầy đủ cha mẹ. Đó. Dù cho có thể đi là bị tác động đó, bị anh này tác động liên tục đó, nhưng mà chị nghĩ thôi kệ đi, cũng vì con vì cái, cũng gán làm để kiếm tiền để cho con có tiền để ăn học đàng hoàng, có nhà cửa, có ba mẹ đàng hoàng, không có thua thiệt bạn bè. Bởi vì cố gắng đi, bây giờ dẫn đến cái việc này của chú Thi 12 ngày mới tìm thấy với những cái dấu hiệu như vậy. Mà thật sự ra nếu mà người chồng này không có làm á thì cũng đã đến lo cho vợ này kia, khăn tang cũng đội được một ngày để cho vợ mình ấm lòng ra đi, hoặc là thắp hương cho vợ mình để mà cầu mong vợ mình siêu thoát. Còn đằng này của chú như vậy không, từ bữa giờ có đâu, nó cứ lên biện minh rồi giải thích không đúng, lại nhà còn phải nhờ người ta xin nữa. Em nói thật sự có lòng thì đem một giỏ trái cây đem quà lại cúng, không lẽ bây giờ gửi trái cây cúng chị Hà mà mẹ chị Hà không cho, đúng không, sư không cho vô nhà đi thì gửi trái cây cúng, hoặc là đi ra ngoài mộ, thiếu gì cách, đâu phải là một cách phải vô nhà đâu, anh vô nhà nhằm mục đích gì đó. Thì bây giờ chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ biết được cái kết quả. Thì cô chú anh chị chúng ta hãy chờ đợi đi. Thì em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị vài điều như vậy trong cái ngày hôm nay. Cô chú anh chị nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em. Thì em nói tóm lại thì tất cả những cái thông tin em đưa trên thì đều mang giá trị là tham khảo để chúng ta nhìn nhận cái câu chuyện này theo một cái hướng của mình, tự có đánh giá riêng của mình ai đúng ai sai trong lòng của mọi người thì đều rõ, chứ không có nhằm quy kết hay buộc tội hay là gán ghép hay là định tội một ai cả, mà tất cả mọi thứ đó thì phải dựa trên pháp luật và cơ quan chức năng sẽ là người làm những cái việc này, chứ chúng ta không có định tội hay ép tội hay là vu khống ai hết đó. Tại vì những cái này là những điểm nghi vấn và được gia đình chia sẻ nên chúng ta có quyền nghi vấn, đúng không cô chú anh chị? Thì em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều và em xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.